anh không về trong buổi chiều nay. Em đừng buồn và âu lo nhiều nhé, nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu người rất muốn đoàn viên, nhưng Covid đang tràn lan đất nước. Anh không thể nghĩ tình mình riêng được khi các bạn anh bạc tóc hao gầy. Với thầy giáo dạy toán, tác giả thơ Vũ Tuấn ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, hội viên Hội Văn học nghệ thuật thị xã Phú Thọ, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Bài thơ Nếu anh không về, sáng tác hơn một năm trước và chọn in, đặt tên chung cho tập thơ riêng đầu tiên đã mang lại cho tác giả những điều thật bất ngờ. Yêu thơ và đam mê thơ rất sớm, nhưng cơ duyên sau khi sáng tác bài thơ Nếu anh không về, thầy giáo tác giả thơ Vũ Tuấn được nhiều người biết đến. Bài thơ được lan tỏa rộng, nhiều người yêu thích và nhiều tác giả, nhạc sĩ sáng tác âm nhạc trong khắp cả nước, hiện nay đã là 26 người, chọn phổ nhạc thành công. Và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường cũng là một trong số những nhạc sĩ đó. Em chào thầy ạ. Tình hình dịch bệnh dẫn như thế nào em? Thầy? Nó dân dưới này cũng căng lắm, cho nên cũng chả đi đâu được, ở dạ nhà vâng thôi. Thầy vẫn khỏe chứ ạ? Vẫn khỏe. Mong cái dịch mời thầy đến Phú Thọ chơi ạ. Vâng. Ok. Vâng, cũng nhanh thầy nhỉ. Một năm bài thơ nữa anh không phải ra đời mà cảm xúc trong em còn nguyên thầy ạ. Không biết là thầy thế nào ạ? Vâng. Một bài thơ hay theo tôi nghĩ là cần phải có cái mục đích rõ ràng và phải có cái hình tượng để khán thính giả hình dung ra được cái nội dung và cái hình ảnh mà tác giả muốn thể hiện. Thì cả hai cái yếu tố này thể hiện rất rõ trong cái bài thơ Nếu anh không về của tác giả Vũ Tuấn. Mục đích là động viên tinh thần cho những người đang trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Anh không về được trong buổi chiều nay vì sao? Vì hình tượng khiến ta phải suy nghĩ. Nếu anh không về trong buổi chiều nay, em đừng buồn và lo âu quá nhé, nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần anh chẳng thể ngồi yên. Nên tôi đã sáng tác cái ca khúc Chiều nay nếu anh không về, phòng thơ của Vũ Tuấn, và đã được Đài Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Quân đội, Đài Truyền hình Quốc hội cho ghi hình và phát sóng. Theo tôi chưa bao giờ có chuyện này trong giới âm nhạc của Việt Nam, tức là một bài thơ ra đời mà có tới 25 nhạc sĩ chuyên và không chuyên phổ nhạc. Xin chúc mừng tác giả Vũ Tuấn. Cảm ơn thầy ạ. Tác phẩm cũng đã được chọn in trong tuyển tập nhạc tuyên truyền phòng chống Covid Niềm tin do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát hành. Cũng chính từ bài thơ Nếu anh không về, tác giả thơ Vũ Tuấn đã có cơ duyên gặp gỡ, quen biết và được nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ quý mến, chọn phổ nhiều tác phẩm khác nữa bởi chất nhạc cũng như ý thức trách nhiệm, tình yêu quê hương, đất nước và Tổ quốc luôn đậm nét mang dấu ấn riêng. Lời thơ viết của tác giả rất là mộc mạc, nhưng mà đầy chất âm nhạc rồi đó. Ví dụ cái câu đầu lên: Nếu anh không về trong buổi chiều nay, em đừng buồn mà lo âu quá nhé. Mình người trên cái bài thơ là mình đã hát được luôn này. Thì sau khi mà vỗ được cái bài Nếu anh không về á,
để coi như là phát online luôn của chương trình của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thế thì cái duyên như vậy thì là coi như là được bài bài hát được phát ngay. Trong nhiều bài viết cũng như phát biểu, phân tích, đánh giá, nhận xét của nhiều người uy tín, thành công trong bài thơ Nếu Anh Không Về, tác giả thơ Vũ Tuấn đã lựa chọn bối cảnh chia ly của đôi vợ chồng trẻ, tưởng chừng chỉ có hay xuất hiện trong chiến tranh để làm thước đo cho mối quan hệ tình cảm riêng tư giữa gia đình và tổ quốc. Qua đó đề cao bổn phận, ý thức công dân qua câu chuyện, hình ảnh của người đàn ông, con trai, nhân vật anh, một người công tác trong ngành y khi nhận nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch trong bài thơ, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tàn khốc, nguy hiểm của dịch bệnh mà bất cứ ai cũng không thể ngoài cuộc hay thờ ơ. Viết về một đề tài khó, nhưng bài thơ gồm 6 khổ, 24 câu thơ của thầy giáo tác giả thơ Vũ Tuấn đã chạm đến trái tim người đọc, người nghe bởi những câu thơ chân thật, nhẹ nhàng như thủ thỉ kể chuyện, tâm tình nhưng thể hiện được ý thức trách nhiệm khi tổ quốc cần. Nếu anh không về trong buổi chiều nay, em đừng buồn và đừng lo âu quá nhé. Nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần, anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu người cũng rất muốn đoàn viên, nhưng Covid đang tràn lan đất nước. Anh không thể nghĩ tình riêng mình được, khi bạn anh bạc tóc hao gầy. Với mỗi một tác phẩm được các tác giả, nhạc sĩ phổ nhạc từ bài thơ Nếu Anh Không Về, mỗi tác phẩm đều có nét riêng nhưng đều có điểm chung đã góp phần tạo sức lan tỏa mới cho tác phẩm thơ. Qua mỗi tác phẩm, chúng ta cũng có thể cảm nhận cảm xúc không hề cũ bởi sự trân trọng, tự hào trước sự quyết tâm của những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch như chống giặc và tinh thần sẵn sàng tất cả vì Tổ quốc khi Tổ quốc vang lên tiếng gọi của họ. Nếu anh không về trong buổi chiều nay, em đừng buồn và âu lo nhiều nhé. Nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần, anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu rất muốn đoàn viên, nhưng Covid đang tràn lan đất nước. Anh không thể nghĩ tình mình riêng được khi các bạn anh bạc tóc hao gầy. Anh không về vì tổ quốc đang cần. Chào em ngày mai anh mãi xa vời vời, đừng khóc nghe em, anh chẳng yên lòng. Vì tổ quốc em ơi hãy đợi, cùng quyết tâm đồng lòng em nhé. Một niềm tin ngày mai chiến thắng, hết dịch rồi anh sẽ lại về thôi. Cậu con trai cả của tác giả thơ Vũ Tuấn đang xa nhà và là sinh viên trường Đại học Y Thái Nguyên. Công việc và đời sống của gia đình tác giả thơ Vũ Tuấn cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhưng các thành viên trong gia đình luôn nghiêm túc thực hiện cũng như tham gia phòng chống Covid-19 bằng những công việc, hành động, việc làm cụ thể. Sau tập thơ đầu tiên Nếu Anh Không Về, năm 2021, tác giả thơ Vũ Tuấn đã ra mắt bạn đọc tập thơ thứ hai Quê Hương Trong Tôi. Tập thơ thể hiện sâu sắc tình yêu của tác giả đối với quê hương, đất nước và qua tình yêu đó tiếp tục truyền tải những thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm, ý thức công dân, về tình yêu tổ quốc, chung sức, đồng lòng trong bảo vệ, gìn giữ, dựng xây quê hương đất nước. Mục đích viết thư của tôi là muốn lan tỏa những cái tâm tư và nguyện vọng của mình đến mọi công dân trên đất nước Việt Nam mình, đó là có trách nhiệm với cộng đồng, với tổ quốc để mau đẩy lùi đại dịch Covid
đang lan tràn khắp thế giới và Việt Nam mình. Mong tác phẩm của tôi sẽ được mọi người đón nhận để có trách nhiệm hơn với cộng đồng, và tất cả những người mà cầm bút cũng như vậy, sẽ viết những gì đó hay làm điều gì đó cho Tổ quốc. Cụ thể như trong bài Ngọn lửa Việt Nam, tác giả thơ Vũ Tuấn đã viết những phần thơ chân thành, chân thực, những lãng mạn và thôi thúc khơi dậy những ngọn lửa từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Dịch đến rồi ta gác lại tình riêng, bỏ thói xấu, những tầm thường vật chất, sống với nhau bằng tấm lòng chân thật, để cùng nhau diệt giặc mạnh kề bên. Hãy tin vào một ngọn lửa Việt Nam, ngọn lửa ấy thiêu biết bao kẻ địch. Nếu hôm nay dẫu thiên tai bệnh dịch, nắm tay nhau thổi cháy lửa anh hùng. Với bài thơ Đất nước yên bình anh sẽ viết tình ca, tác giả Vũ Tuấn chia sẻ cảm xúc rất thật trước những thực tế khắc nghiệt mới do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Khi Việt Nam bao dịch bệnh tràn về, em có nghe trong tim mình đau nhói, tin người mất, người nhiễm thêm ca mới, mỗi một ngày con số lại tăng cao. Nhưng em ạ, đất nước cần chung tay, khó khăn ấy không chỉ riêng ai cả. Dáng Tổ quốc trong trái tim màu đỏ, lúc này đây ta cần phải phát huy. Nhưng rồi trong những câu kết, tác giả thể hiện niềm tin trước sức mạnh của sự đoàn kết, đồng lòng và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Lực lượng vũ trang cùng chiến sĩ ngành y, họ lên đường đâu hẹn ngày trở lại. Phía sau họ cả ngàn người ngóng đợi, gác tình riêng, Tổ quốc trong tim. Để mai này đất nước được bình yên, anh lại viết tình ca như viết về Tổ quốc. Trong thời gian này, nhiều tác phẩm của thầy giáo, tác giả thơ Vũ Tuấn tiếp tục được chọn vào phổ nhạc với ý nghĩa ngày càng sâu rộng, đó là phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, sẵn sàng hy sinh tất cả khi Tổ quốc vang lên tiếng gọi. Điển hình như tác phẩm Chúng con lên đường cho Tổ quốc bình yên, hát lên tôi yêu Việt Nam. Đó cũng chính là thành công đáng nhớ và trân trọng trong những tác phẩm của tác giả, không chỉ riêng trong một thời điểm cụ thể nào.